Chào các bạn. Hôm nay mời các bạn đến thành phố Sóc Trăng để xem cái lễ hội Ốc Ông Bóp năm 2019. Giải đua ghe ngò nữ cùng với mình nhé các bạn. Trong cái đợt giải đua lần này có tổng cộng là 12 ghe nữ, được chia làm 3 bảng đó các bạn. Bảng A gồm có Portland của Viện Kế sách, thứ hai là Ô Chum của thị trấn Ngã Năm, thứ ba là Đầu Sấu của Bạc Liêu, thứ tư là Kiên Giang, dòng riềng Kiên Giang. Bảng B có Đôn Pô của huyện Trần Đề, Kompong Chóp của Châu Thành, Xà Phiên của Hậu Giang, Cỏ Thum của Bạc Liêu, và bảng C có Ngang Dừa Bạc Liêu, Phú Tức của Sóc Trăng, Điềm Muồng của Bạc Liêu và Tum Núp của Châu Thành. Bây giờ mời các bạn cùng xem giải đua ghe ngò nữ được tổ chức tại thành phố Sóc Trăng ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm 2019 đó các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng xem nhé.